Tinh Lạc Ngưng Thành Đường được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của Nhất Độ Quân Hoa. Phim có sự tham gia của Trần Tinh Húc, Lý Lan Địch, Trần Mục Trì, Hà Tuyên Lâm, Tần Thiên Vũ. Phim kể về hai công chúa sinh đôi của gia tộc Ly Quang Thị. Trong khi tỷ tỷ Ly Quang Thanh Quy lương thiện ấm áp, tài mạo song toàn, sinh ra đã là niềm hy vọng của gia tộc, được định sẵn sẽ gả cho thiên tộc, thì muội muội Ly Quang Dạ Đàm cũng xinh đẹp nhưng lúc chào đời bị xem là điểm xấu vì sấm sét đánh vào cung điện, tai họa kéo đến khắp nơi. Hoàng đế quyết thiêu chết Dạ Đàm nhưng lúc châm lửa, trời lại trút cơn mưa lớn cứu mạng. Nàng sống nhưng chịu ánh mắt ghét bỏ của mọi người, một lòng dồn tâm trí vào việc học, trở thành người thông minh, sáng trí, có năng lực nhìn qua một lần là nhớ rõ mọi thứ. Đổi lại tính cách lãnh cảm vô tính, chẳng mang đến ai, chỉ tốt bụng và thật tâm với tỷ tỷ. Dạ Đàm được định sẵn sẽ gả cho ma tộc. Bước ngoặt xảy ra vào lúc cả hai công chúa lên kiệu hoa bị đưa nhầm nơi. Thanh Quy bị đưa đến ma tộc khát máu tàn bạo, gặp gỡ Tam Hoàng tử Triều Phong, một người bề ngoài tỏ ra vô năng nhưng bên trong tâm cơ sâu sắc, là người con được ma tôn coi trọng nhất. Dạ Đàm bị lầm tưởng là Thanh Quy nên bị đưa đến thần tộc để làm thiên phi. Tại đây nàng đụng độ Thiếu Điển Hữu Cầm trưởng tử của thiên đế. Đối phương vốn là Huyễn Thương Thần Quân có năng lực cao cường, được bồi dưỡng từ nhỏ để nối ngôi cha nên tính tình cao lãnh nghiêm túc. Tuy nhiên khi gặp gỡ nửa kia thần quân nhiều năm tu luyện này bỗng trở nên nóng nảy. Đáng nói, ở chốn tiên giới, Dạ Đàm không chỉ có mối quan hệ với Thiếu Điển Hữu Cầm mà còn đứng trước tình cảm của Thiếu Điển Viễn Tụ đệ đệ của Hữu Cầm. Dù được miêu tả là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng khán giả rất tò mò kết cục của phim vì trong tiểu thuyết gốc, một trong hai cặp đôi không có được kết cục tốt đẹp. Lãng mạn nhưng vẫn pha chút kịch tính, bạn có tò mò về bộ phim?